đây là phẩm thứ 17 là phân biệt công đức. Vì ba phẩm này nó có liên hệ mật thiết với nhau nên chúng ta không thể tách rời được. Cái phẩm tùng địa dũng xuất là chỉ ra cho mình thấy được cái vô sư trí hay là cái tri kiến Phật. Và khi chỉ ra cái đó rồi mà còn nghi ngờ, cho nên Phật mới nói về cái phẩm thọ lượng, Như Lai thọ lượng. Nói Như Lai thọ lượng để chỉ rằng không phải cái pháp thân Phật hay là cái tri kiến Phật đó nó mới có đây, nó có từ thuở nào không bị lệ thuộc vào thời gian chi phối đó. Thì như vậy giờ tới đây mới phân biệt công đức. Phân biệt công đức gì? Tức là đứng về mặt người nhận ra được cái tri kiến Phật của mình là cái không sanh không diệt, với những người tu các cái cội lần khác thì cái công đức mà không sanh không diệt, nhận ra cái không sanh không diệt á, nó nhiều, nó lớn hơn cái công đức kia vô lượng vô biên. Thì cái này chúng ta học ở trong kinh Kim Cang cũng có thấy rõ. Trong kinh Kim Cang dùng những từ khác, trong đó nói rằng nếu mà người làm tất cả công đức hữu vi, dù do bao nhiêu bố thí, thân mạng, nhà cửa, nhân dân, bao nhiêu đó cũng không bằng người thọ thì kinh này, tức là cái pháp vô vi, ngộ được cái lý vô vi thì công đức còn hơn. Bởi vì hữu vi là cái tướng sinh diệt, còn vô vi là cái không sinh diệt. Là vô vi là chỉ cho cái Phật tánh, hay là cái pháp thân, hay là cái tri kiến Phật, hay là cái vô sinh trí mà nãy giờ tôi đã nói đó. Cái đó nó không thuộc về tướng sanh trụ diệt, cho nên gọi đó là vô vi. Còn cái tất cả công đức khác, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn gì đó đều thuộc về hữu vi, vì nó là cái tướng, là cái sinh diệt. Vì vậy mà không có thể đem cái hữu vi mà so sánh với cái vô vi này được. Vì vậy mà nói rằng người mà nhận hiểu được kinh Pháp Hoa này, thọ trì độc tụng được công đức hơn tất cả, hay là tin được cái phẩm Như Lai thọ lượng đó, thì công đức nhiều hơn tất cả. Bởi vì tin hiểu như vậy, tức là mình đã nhận mình có cái tâm thể bất sanh bất diệt, hay là có cái trí huệ bất sanh bất diệt từ vô thủy. Nhận được cái điều đó thì cái đó nó thoát hơn tất cả công đức thường ở thế gian. Nói vậy thì quý vị hiểu đại cương. Bây giờ đi sâu trong từng chi tiết. Lúc bấy giờ trong đại hội nghe Phật nói thọ mạng kiếp số dài lâu như thế, vô lượng vô biên vô số chúng sanh được lợi ích lớn. Khi đó Đức Thế Tôn bảo ngài Di Lặc Đại Bồ Tát: A Di Đà, lúc ta nói Đức Như Lai thọ lượng, anh nói Đức Như Lai thọ mạng dài lâu như thế, có 680 ức na do tha hàng nào xa chúng sanh được vô sanh pháp nhẫn, lại có Đại Bồ Tát nghìn lần gấp bội được môn văn trì đà la, văn trì đà la ni, lại có một số một thế giới vi trần số Đại Bồ Tát được nhạo thuyết vô ngại biện tài, lại có một thế giới vi trần số Đại Bồ Tát được trăm nghìn muôn ức vô lượng môn triền đà la ni, lại có tam thiên đại thiên thế giới vi trần số Đại Bồ Tát chuyển được pháp luân bất thối, lại có nhị thiên trung quốc độ vi trần số Đại Bồ Tát chuyển được pháp luân thanh tịnh, lại có tiểu thiên quốc độ vi trần số Đại Bồ Tát tám đời sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại có bốn tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát bốn đời sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại có ba tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát ba đời sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại có hai tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát hai đời sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại có một tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát một đời sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại có tám thế giới vi trần số chúng sanh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái đoạn nói về cái kết quả khi mà Phật nói về cái phẩm Như Lai thọ lượng, được nhiều người tin mình có cái tri kiến Phật hay là cái trí huệ
vô sư đó tin được cái điều đó rồi thì những người đó được bất thối, người đó sẽ đi tới cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác nhiều không thể kể hết. Đó là nói cái kết quả của cái phẩm trên. Bây giờ nói sự tán thán. Lúc Đức Phật nói các vị đại Bồ Tát đó được pháp lợi trên dưới không rưới qua mạng Đà La, qua mang a mạng Đà La để rải vô lượng trăm nghìn vô ức các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cội cây báo và rải Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Đức Đa Bửu Phật ngồi trên tòa sư tử trong pháp bảy báo cùng rải tất cả các đại Bồ Tát và bốn bộ chúng lại dưới bột gỗ thiên đàn cầm thủy hương vân vân trong hư không trống trời tự kêu tiếng hay sâu xa lại rải nghìn thứ thiên y hồng các chuỗi ngọc trên châu chuỗi ngọc mang y chuỗi châu như ý khắp cả chín phương các lò hương báo đốt hương vô giá tự nhiên khắp đến cúng dường đại chúng mỗi trên Đức Phật có các vị Bồ Tát nắm cầm khăn lọng thứ đệ mà lên đến trời phạm thiên. Các vị Bồ Tát đó dùng tiếng tâm hay ca vô lượng bài tụng ngợi khen các Đức Phật. Khi ấy ngài Di Lặc Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy trịch ve áo trịch bài vai hữu chắp tay hướng về phía Phật mà nói kể rằng đây là đoạn khen ngợi tán thán. Khi mà các vị Bồ Tát nghe Phật nói cái phẩm Như Lai Thọ Lượng thì các ngài đều được cái lòng tin bất thối. Đều được những cái quả vị quý ở trong cái con đường tu hành để tiến tới Phật quả không còn ngăn trở nữa. Bởi vậy cho nên được chư thiên rải qua cúng dường rồi tất cả trống trời đều nổi lên chuỗi ngọc đàn phan đều có đủ hết và có tất cả như tiếng tâm khen ngợi ca tụng về cái công đức của Phật. Thì khi đó thì ngài Di Lặc ngài mới tán thán. Phật nói pháp ít có, từ xưa chưa từng nghe Thế Tôn có thuyết lớn, thọ mạng chẳng thể lường. Vô số các Phật tử nghe Thế Tôn phân biệt, nói được pháp lợi đó vui mừng đầy khắp thân, hoặc trụ bậc bất thối, hoặc được Đà La Ni, hoặc vô ngại nhỏ thuyết, muôn ức liền tổng trì. Thì cái đoạn này là chỉ lặp lại thôi, lặp lại cái trên, nên tôi khỏi cái giải thích hết. Tất cả đều lặp lại cái ý mà ở trên các vị đã nhờ nghe cái phẩm vô lượng Như Lai Thọ Lượng đó mà ngộ đạo, mà được phát tâm vui vẻ, cúng dường v.v. Lặp lại cái ý đó. Bây giờ, lúc bây giờ Phật bảo ngài Di Lặc Đại Bồ Tát, A Dật Đa có chúng sanh nào nghe Đức Phật thọ mạng dài lâu như thế, nhẫn đến có thể sanh một niệm tính giải. Đây dùng cái chữ một niệm tính giải thôi, tức là một niệm tin hiểu được công đức không thể hạn lượng được. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trong 80 muôn ức nay do tha kiếp tu năm pháp ba la mật, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trừ trí huệ ba la mật, đem công đức này sánh với công đức tính giải trước trăm phần, nghìn phần, trăm nghìn vô ước phần. Chẳng kịp một, nhẫn đến, tính đến, thí dụ, không thể biết được. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân có công đức như thế, mà thối khách nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời quyết không lẽ đó. Thì ở đây Đức Phật ngài xác nhận cách rõ ràng. Nếu ai nghe được cái phẩm Như Lai Thọ Lượng ở trên á, mà được cái lòng tin hiểu, chỉ một niệm tin hiểu thôi. Và chữ tin đây là tín là nhận, giải là hiểu, là ngộ, tức là nhận được, ngộ được cái điều đó, không còn nghi ngờ nữa, thì người đó có công đức. Nếu mà đối với cái người tu trong pháp lục độ, mà chỉ tu năm độ trước, trải qua số kiếp, rồi 80 muôn ức ngay do tha kiếp, tu được bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật chân dân, mà vì với cái công đức của người chỉ một niệm tính giải đó, thì công đức của người này còn hơn người kia không biết bao nhiêu lần, tính đến ví dụ không thể được. Tại sao vậy? Bởi vì tu năm pháp bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định là năm cái pháp đó nó thuộc về hình thức
nó thuộc về cái tướng sinh diệt. Dù mình cố gắng mình tu rất là đầy đủ, nhưng nó cũng là được cái quả báo sinh diệt thôi. À, còn cái tin hiểu được cái thọ lượng cái Như Lai, tức là mình có cái trí tuệ vô sư, không sanh không diệt, tin được cái đó thì công đức còn hơn cái kia không biết là bao nhiêu. Bởi vì cái trí tuệ không sanh không diệt đó, nó không có bị vô thường, nó không bị hao mất bao giờ. À, mà tin được cái đó thì trên đường tu không bao giờ thối chuyển. Còn những cái kia mình tu thì nó thuộc về cái phước hữu vi, có sanh có diệt, dù được nhiều mấy cũng là không có sanh diệt. Tôi nói thí dụ như ở đời này, những người có phước lớn cho nên mới được giàu to, mới được làm quan lớn. Nhưng mà giàu to và quan lớn dù của cải đầy kho, nhưng mà khi tới trình chết thì của cũng phải mất, hoặc bị một cơn hỏa hoạn hay bị trận giặc thì nó cũng tiêu tan, phải không? Nó không có bền lâu. Còn cái nhận được nơi mình có cái vô sư trí hay là có cái tri kiến Phật, cái đó là không sanh không diệt, lấy cái đó làm cái nhân tu hành thì nhất định thành Phật. Cho nên đây nói rằng quyết không có cái thối chuyển cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái điều hết sức là rõ. Thì cái lời trùng tụng đây cũng lặp lại ý đó thôi. Lại A Dật Đa, nếu có người nghe nói Đức Phật thọ mạng dài lâu, hiểu ý thú của lời nói đó, người này được công đức không có hạn lượng, có thể sanh huệ vô thượng của Như Lai. Huống là người rộng nghe kinh này, hoặc bảo người nghe, hoặc tự thọ trì, hoặc bảo người thọ trì, hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, hoặc đem hoa hương, chuỗi ngọc tràng phan, lộng nhiễu dầu thơm, đèn nếm, cúng dường quyển kinh, công đức của người này vô lượng vô biên, có thể sanh nhất thiết chủng trí. À, để đây Đức Phật nói rằng nếu mà ai nghe được cái phẩm Như Lai thọ lượng đó, tin hiểu được cái ý thú và cái lời nói trong đó, thì cái người này được công đức không thể nào mà lường hết được. À, rồi giả sử những người nào mà nghe kinh này tức là để chỉ dẫn tri kiến Phật đó, rồi tự mình nghe, rồi mình lại bảo người nghe, tự mình thọ trì, bảo người thọ trì, rồi tất cả dùng phương tiện này, phương tiện nọ để mà cúng dường, thì người đó nhất định sẽ được nhất thiết chủng trí, tức là thành Phật. Bởi vì có cái nhân Phật thì phải có cái quả Phật, đó không nghi ngờ. A Dật Đa, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe ta nói thọ mạng dài lâu, sanh lòng tin hiểu chắc, chính đây, chính là thấy Đức Phật thường ở núi Kỳ Sà Quật, cùng chúng Bồ Tát lớn và hàng thanh văn viên quan nói pháp, lại thấy cõi ta bà này đất bằng lưu ly, ngang liền bằng thẳng, dây vàng diêm phù đàn, để ngăn tám nẻo, cây báo bằng hạt bằng hàng, các đài lầu nhà thải đều, các thứ báo hiệp thành, chúng Bồ Tát đều ở trong đó. Nếu có người tưởng quán như thế, phải biết đó là tướng tin hiểu sâu chắc. À, bởi vì ở đây Đức Phật nói nếu mà mình tin hiểu được cái lời Phật nói về cái thọ mạng dài lâu đó, mà mình nhận hiểu được chắc chắn không ngờ nữa, thì như vậy mình liền thấy Đức Phật ở cõi nước này, ở tại núi Kỳ Sà Quật đương thuyết pháp, nó không có mất. Tại sao vậy? Vì Phật đâu có tử, đâu có hoại, cho nên mình thấy. Rồi mình lại thấy cõi ta bà này bằng lưu ly, toàn là thứ đẹp không? Bảy báo hiệp thành. Bây giờ quý vị thử cho mình thấy được không? Mình tin được cái lời Phật nói ở phẩm vô lượng, bây giờ mình thấy được cõi này không? Nó đẹp bằng bảy báo, làm thành được không? Chắc đâu thấy, cũng thấy gồ ghề, cũng thấy đất cát không? Phải không? Nhưng mà thật ra tôi nói như hôm trước, tôi nói rằng cái thế giới nó định hay nó quế thì tùy theo cái tâm mình tịnh hay quế. Thì bây giờ nếu chúng ta biết mình có cái vô sư trí hay là tri kiến Phật thanh tịnh, bất sanh bất diệt, biết được như vậy, nhận như vậy, thì mình sống với cái tri kiến Phật đó thì tâm mình thanh tịnh được không?
Mà nếu tâm mình thanh tịnh thì tất nhiên thấy quả nước là thanh tịnh bằng bảy báo bên trên. Mà sở dĩ mình chưa được thanh tịnh cho nên thấy quả nước còn có hầm hố, có đủ thứ. Và lại sao Đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh này mà không chê bai sanh lòng tùy hỷ, phải biết đó là tướng tinh hiểu sâu chắc, huống là người đọc tụng thọ trì kinh này, người này thời là kẻ đầu đội Đức Như Lai. Mấy cái đoạn này nghe là ai mà không thích đọc kinh này, thấy không? Cho nên được quý vị đọc một ngày cho hết một bộ thọ trì thì nhiều, vì vậy đó là cái phước lớn. Mà không thọ trì kinh này tức là trở về cái tri kiến Phật của mình, nhận hiểu, giữ gìn cái tri kiến Phật của mình, đừng cho phiền não nó che lấp. Mà người nào làm được điều đó, không chê bai tức là chấp nhận, rồi khởi cái lòng tùy hỷ, thì người đó là người đã tin sâu chắc, người đó là người thọ trì đọc tụng kinh này rồi đó, thì người đó là người đầu đội Như Lai. Bởi vì mình hằng nhớ cái tri kiến Phật của mình, tức là nhớ Phật chứ gì, thì đó là đầu đội Phật chứ không nghi ngờ gì hết. A Dật Đa thiện nam tử cùng thiện nữ nhân đó, chẳng cần lại vì ta mà dựng chùa tháp và cách tăng thường dùng bốn sự cúng dường để cúng dường chúng tăng. Vì sao? Vì thiện nam tử thiện nữ nhân đó thọ trì đọc tụng kinh điển này, thời là đã dựng tháp lập tạo lập tăng thường cúng dường chúng tăng, thời là đem xá lợi của Phật dựng tháp bảy báo cao rộng nhỏ lành lên đến trời Phạm Thiên, theo các phan lọng và các linh báo, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, các trống, kỹ nhạc, ống tiêu, ống địch, không hầu, các thứ múa chơi, dùng tiếng giọng tốt, ca ngâm, khen ngợi, thời là ở trong vô lượng nghìn muôn ức kiếp, đã làm việc cúng dường đó rồi. Ở đây Đức Phật nói rằng, nếu mà người nam, người nữ nào, nghĩa là nghe cái kinh này, hoặc nhận, hiểu được, thì người đó là đã dùng tứ sự cúng dường Phật rồi và cúng dường chúng tăng rồi. Rồi lại người nào mà nghe đó mà tin hiểu thọ trì được cái kinh giới này, đó là xây tháp cúng dường Phật đó, mà tháp cúng dường xây cao tới quả trời Phạm Thiên, dùng tất cả các cái đồ đẹp trang hoàng và các cái thứ tiếng hay để mà ca ngợi. Như vậy thì thọ trì kinh này đó là đã cúng dường Phật rồi đó. Thì tại sao vậy? Bởi vì nếu mà chúng ta thọ trì kinh này là sống với cái tri kiến Phật của mình, mà lo sống tri kiến Phật của mình thì đâu có làm gì ra tiền ra bạc mà xây tháp cúng dường. Nhưng mà chính mình sống với tri kiến Phật đó là mình đã sống với Phật, cho nên nó mình cúng dường tất cả chư Phật. Như vậy thì cái điều đó nó rõ ràng. A Dật Đa, nếu sau khi ta diệt độ, nghe kinh điển này có người hay thọ trì hoặc tự chép hoặc bảo người chép, thì là dựng lập tăng phường, dùng gỗ chiên đàn đỏ làm các cung điện, nhà cửa 32 sở, cao bằng 8 cây đa la, cao rộng nghiêm đẹp, trăm nghìn tỳ kheo ở trong đó, vườn rình ao tắm chỗ kinh hành hang ngồi thiền, y phục chữ hang này tức là thách đó, y phục, đồ uống, ăn, giường nệm, thuốc thang, tất cả đồ vui, dãy đầy trong đó. Tăng phường có ngành ấy, trăm nghìn muôn ức, nhà gác như thế. Số đó nhiều vô lượng, dùng để hiện tiền, cúng dường nơi ta và tỳ kheo tăng. Đó. Ở trên là nói xây tháp, ở đây là nói cách chùa, dựng tăng phường đó, tức là nhà tăng, mà dựng toàn là gỗ chuyên đàn, đó. Rồi mình nói cho bây giờ là cách nhà lầu, lập ngói, đó, rồi đàng hoàng để cúng dường chúng tăng. Ở trong đây nói cúng dường một cách như vậy, tất cả đồ vui dãy đầy trong đó, hay là đồ gì mà chư tăng thích đó, đều có đủ hết đó. Thì ví dụ như bây giờ thích quay phim thì có cúng máy quay phim, rồi thích coi ảnh thì cúng cái đầu máy để coi. Như vậy tất cả cái gì vui có đủ trong đó hết, mà không bằng thọ trì kinh này. Cúng tất cả cái đó mà không bằng thọ trì kinh này, thì quý vị biết thọ trì kinh này tức là sống trở về với cái tri kiến Phật của mình, thì cái đó mới là cái giải thoát. Còn cúng bao nhiêu cho chúng tăng nữa thì có phước, cúng là có phước, nhưng phước đó nó không phải là cái
thành Phật cái giác ngộ, mà cái thành Phật giác ngộ là phải trở về với cái chuyên kiếu Phật của chính mình. Cho nên Phật nói cũng không bằng cái đó nữa. Cho nên ta nói sau khi ta dịch độ, nếu có người thọ trì đọc tụng vì người khác nói, Phật bảo người chép chúng dừa nguyễn kinh thời chẳng cần, lại dựng chùa tháp và tạo tăng phường chúng dừa chúng tăng, hướng lại có người hay thọ trì kinh này mà gồm tu hạnh bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thì nhất tâm, nhất tâm tức là thiền định trí huệ, công đức của người đây rất thù thắng vô lượng vô biên. Phật nói đi Phật nói lại, thấy không? Vì nói một chiều thì người ta lại chấp. Nếu như vậy thì tất cả thọ trì kinh này rồi thì không còn cái phước đức còn hơn là xây tháp cúng dường Phật và lập tăng phường cúng dường Phật thì chúng tăng. Nhưng mà nghe nói vậy người ta nói thôi giờ thôi thọ trì kinh này đủ rồi, thôi khỏi có bố thí cúng dường gì nữa hết. Cho nên ở đây Phật nói nếu mà mình thọ trì được như vậy rồi mà còn làm việc bố thí cúng dường nữa thì phước đức vô lượng. Hai cái cộng lại thì hơn hết. Như hồi nãy tôi nói rằng mình muốn được cái vô sinh trí là tu chứ phải cho học mà được. Nhưng mà sao e rồi mấy chú này nói vậy khỏi cần học, tôi nói như vậy học càng tốt. Phải không? Học rồi tu. Thì như vậy Phật nói để khỏi có bị mình chấp một bên. Thí như không, đông tây nam bắc bốn phía trên dưới vô lượng vô biên công đức của các người đó cũng lại như thế. Vô lượng vô biên mau đến bậc nhất thiết chủng trí. Nếu có người đọc tụng thọ trì kinh này vì người khác nói hoặc tỷ chép hoặc bảo người chép để có thể dựng tháp cùng tạo lập tăng phường cúng dường khen ngợi chúng thanh văn tăng cũng dùng trăm nghìn vuông pháp ngợi khen mà ngợi khen công đức của Bồ Tát, lại vì người khác dùng các món nhân duyên theo nghĩa giải nói kinh pháp qua này lại có thể thanh tịnh trì giới cùng người dung hòa mà chung cùng ở nhẫn nhục không sân trí niệm bền vững thường quý ngồi thiền được các món định sâu tinh tấn mạnh mẽ nhiếp các pháp lành căn lành trí sáng giỏi gạn hỏi đáp ai dịch đa. Nếu sau khi ta diệt độ các thiện nam tử thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng kinh điển này lại có các công đức lành như thế, phải biết người đó đã đến gần đạo tràng, gần vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngồi dưới cội đạo thọ. Ai dịch đa chỗ của thiện nam tử cùng thiện nữ nhân đó hoặc ngồi hoặc đứng hoặc đi, trong đó đèn nên xây tháp, tất cả trời người đều phải cúng dường như tháp của Phật. Quý vị thấy Đức Phật ngài nói không cho chúng ta kẹt một bên, bởi vì nói rằng mình thọ trì nghe cái phẩm mà Như Lai thọ lượng rồi mình tin hiểu thọ trì là công đức hơn tất cả cái bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định. Nghe vậy cho mình chấp cái đó, như vậy thì thôi nhớ thọ trì kinh này thôi, phải có cần phải làm những việc kia, thì như vậy đó gọi là mình mắc kẹt bên lý, phải không? Cho nên ở đây Phật kết thúc lại, mình nghe mình thọ trì được kinh đó rồi mà lại còn bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định nữa thì người đó nhất định Phật tin chắc họ sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi sẽ ngồi với cây đạo cây bồ đề thành Phật không đi. Lại cộng thêm cái nữa, người đó mà ở đâu ngồi đâu đi đâu đó thì người chỗ đó nên xây tháp để mà cúng dường, coi cái tháp đó như là tháp của Phật vậy đó. Nghĩa là sự lý mà viên dung hết rồi thì đó mới xứng đáng cúng dường hơn hết, người đó bảo đảm thành Phật không nghi ngờ. Như vậy thì mình thấy trước Phật nêu về lý, đặt nặng về lý, sau cái Phật gồm lý và sự viên dung, phải không? Không cho mình kẹt một bên. Vừa là ngộ được nơi mình có cái tri kiến Phật hay là có cái vô sinh trí, rồi lại đồng thời tu bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục tìm định trí huệ nữa, thì như vậy thì người đó là người xứng đáng để tiếp nối cái ngôi vị Phật. Người đó ở đâu thì phải xây tháp cúng dường giống như tháp của Phật vậy đó. Thì quý vị thấy rõ ràng là lý sự viên dung, thì như vậy ba phẩm liên hệ, cho nên phải ráng cho hết thời vị.
nguyện